chân thật hơn về cái nỗi khổ cực của người nông dân, cũng như là hiểu được là người nông dân đang thiếu thốn như thế nào. Đại diện cho Trung tâm Chế phẩm Sinh học của anh Duy thực hiện cuộc hành trình từ Nam ra Bắc, và hiện tại chúng tôi đang đứng ở cột cờ quốc gia Lũng Cú. Ngọt nhất, không dừa nào ngon bằng dừa bánh tre. Rủ mưa đã chịu tần, thì coi như là có thì lò đâu có chịu, không có lò chịu có khi là cũng đổ dầu luôn. Thật tế đó thôi. Nói chung là về sâu bệnh rất là nhiều. Lắm khi thuốc nó có cả thuốc giả nữa.